Tiếp theo chúng ta cùng đến với những hình ảnh đến từ đất nước Yemen. Thưa quý vị, nằm ở phía tây của Yemen thì thành phố Al-Hodeida là một trong những thành phố cổ kính lâu đời và nổi tiếng về kinh tế của đất nước miền Trung Đông này. Và đặc biệt ở đây hiện nay vẫn còn giữ được những môn thể thao rất lâu đời và độc đáo. Đến Al-Hodeida, khách du lịch không thể không bị thu hút bởi một môn thể thao cực kỳ đặc sắc và mạo hiểm, nhảy qua lưng lạc đà. Đây là một trong những thú tiêu khiển phổ biến của nhiều công dân trẻ Yemen và thường xuất hiện trong các lễ hội địa phương. Quy tắc chơi môn thể thao này rất đơn giản. Người chơi sẽ phải nhảy qua một đoạn đường đầy bùn cứng, lau sậy khô, rồi bật nhảy qua lưng một dãy lạc đà khoảng 5-6 con đứng. Người nhảy được xa nhất là người giành chiến thắng. Người chơi môn thể thao này yêu cầu phải khỏe mạnh và khéo léo để có thể nhảy qua những con lạc đà cao khoảng 1,8 đến 2 mét và tiếp đất một cách thành công. Sự cố đáng tiếc vẫn có thể xảy ra, tuy nhiên phần thưởng 30.000 rayo luôn có sức thu hút những người dân Yemen quên đi nguy hiểm. Bên cạnh nhảy lạc đà, nhảy jambia cũng là một hoạt động thể thao truyền thống đặc sắc, thường xuất hiện trong các đám cưới hoặc lễ hội đặc biệt ở Yemen. Người nhảy sẽ liên tục xoay chuyển hai lưỡi dao thép giống ngà voi gọi là jambia. Trong vài thập niên gần đây, hoạt động này đã dần trở thành một môn thể thao để các chàng trai trẻ cạnh tranh và giành phần thưởng cho làng mình. Ngày nay, nhảy jambia thậm chí còn được các câu lạc bộ bóng đá tại giải vô địch quốc gia Yemen áp dụng khi thi đấu, bởi công tác kết hợp giữa đầu gối và cánh tay sẽ giúp các cầu thủ vận động cơ, cải thiện sự phối hợp và nhanh nhẹn.